Hồng Loan vui mừng được bộ ba nghệ sĩ cải lương nổi tiếng ủng hộ, còn tuyên bố sẽ đào tạo để trở thành nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Mới đây, Vũ Luân đã chia sẻ clip được ba vị tiền bối trong nghề cải lương thắp nhang cho ba Vũ Linh, đó là nghệ sĩ ưu tú Minh Vương, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và người anh nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Trong clip, Hồng Loan đã hát thử một đoạn vọng cổ cho các tiền bối, cũng là các cô chú thân thiết nghe thử. Lập tức, từ nghệ sĩ nhân dân Minh Vương đã xác nhận về giọng hát của Hồng Loan. Giọng ca của cháu rất đẹp, đây là giọng ca không phải ai cũng có. Giọng ca như chuông nghe âm vang và trong trẻo lay động đáy lòng của người nghe. Sẵn đây bác xin phép, nếu Loan và gia đình đồng ý, bác sẽ sắp xếp thời gian để chỉ dẫn thêm cho cháu. Nghe những lời nói của bác Minh Vương nhận xét về giọng của mình, Hồng Loan rơm rớm nước mắt vì xúc động. Không ngờ có ngày được bác Minh Vương khen ngợi, con không dám tin vào tai mình. Nói về việc nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, Lệ Thủy cho biết đó là một mất mát lớn trong giới cải lương. Anh chị em nghệ sĩ mà mất đi Vũ Linh là một mất mát lớn trong nghệ thuật, trong giới cải lương. Tôi cũng vừa xem một người bạn nhận xét là cái trách nhiệm, cái bổn phận của cải lương này chắc nó làm tròn sứ mệnh của nó rồi. Cho nên bây giờ nhìn lại trong cái đám lớn đã làm tròn hết rồi, chỉ còn một cái đám nhỏ hãy cố gắng ra làm thế nào để giữ lại sân khấu, nghệ thuật cải lương. Để các anh chị, các cô chú, các bác đã đi trước người ta thấy được tấm lòng đã có thế hệ sau tiếp nối. Chứ còn nắm lớn là cô thấy không còn nữa rồi đó. Nghệ sĩ Lệ Thủy cũng cho biết bà đã nghe qua giọng hát của Loan, rất có tiềm năng. Đúng là có giọng máu cải lương trong người, nên khi giọng hát cất lên cũng khác với những người tay ngang. Lệ Thủy sẵn sàng đào tạo thêm cho Loan vì thời buổi này những người trẻ yêu nghề không còn nhiều. Bà không muốn thấy một môn nghệ thuật hay của đất nước bị mai một. Kim Tử Long thì chỉ cười và tuyên bố sẽ ủng hộ hết mình nếu Hồng Loan theo nghiệp cải lương. Anh tuyên bố sẽ chống lưng cho Loan và bảo vệ cho Loan như một người chú trong gia đình thay anh Năm. Trước đó, Hồng Loan thể hiện ca khúc 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm. Đây là bài hát mà xưa ba của cô rất thích nên lần này cô xin hát bài này dành tặng cho cha mình. Xuất hiện trên sân khấu với sự ủng hộ của đông đảo khán giả, Hồng Loan khiến nhiều người bất ngờ với giọng hát ngọt ngào, cảm xúc. Dù liên tục cầm trên tay chiếc điện thoại để xem lời bài hát, nhưng Hồng Loan vẫn thể hiện tròn trịa những phần hát của mình. Trong khi đó, nghệ sĩ Vũ Luân giống như một người nâng đỡ Hồng Loan trong tiết mục này. Giọng hát ấm áp của nam nghệ sĩ khi kết hợp cùng Hồng Loan đã nhận được nhiều tràng pháo tay từ những người có mặt tại sân khấu. Bên dưới cũng có sự có mặt của Lâm Khánh Chi. Cô liên tục cổ vũ để ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan hoàn thành tiết mục của mình. Trước đó, Vũ Luân cũng tạo cơ hội để con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được thể hiện tài năng ca hát. Anh đã đưa Hồng Loan đi thu âm và cùng nhau thực hiện một MV ca nhạc để làm kỷ niệm. Hồng Loan xúc động về thăm lại căn nhà cũ đã ở suốt 15 năm, nhìn căn nhà ai nấy rơi nước mắt. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh đã chia sẻ đoạn clip cùng anh hai Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê về Bình Chánh thăm lại căn nhà cũ mà gia đình Hồng Loan đã ở trước khi cha ruột là cố nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Được biết, trước khi cha qua đời, gia đình Hồng Loan có cuộc sống khó khăn, các con của Hồng Loan phải chịu cảnh thiếu thốn. Bọn nhỏ đi học về không có nước để tắm, có bữa còn không có bóng đèn để học bài vì điện lưới ở đây chưa ổn định. Lúc đó, ông xã Hồng Loan phải đi chạy xe ôm để kiếm sống nuôi cả nhà. Còn bản thân Loan chỉ buôn bán nhỏ nên chỉ đủ ăn qua ngày, dám được chút đồ ăn trong nhà là may lắm rồi chứ đâu dám nghĩ tới chuyện có dư để sửa sang nhà cửa. Hồng Loan chia sẻ, nghe những lời kể xúc động của Hồng Loan, Vũ Luân và Phương Lê đều hết sức xúc động và thương cho cuộc sống của Hồng Loan trước đây. Hồng Loan cũng nguyện với lòng, nếu sau này trời thương mua may bán đắt, chị sẽ thường xuyên về đây để làm từ thiện giúp đỡ các em nhỏ trong xóm nghèo, vì các em rất thiếu thốn và thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 15 km, ngôi nhà của Hồng Loan nằm ở xóm người lao động nghèo ở ấp 2 xã Bình Hưng, khu ổ chuột giữa Sài Gòn tập trung hàng trăm nhân khẩu sinh sống trong những căn chòi lụp sụp, tạm bợ và ngập rác. Người dân ở đây đa số đều là dân nhập cư từ các tỉnh miền Tây, vì không có nhà cửa ở quê nên lên thành phố làm thuê sinh sống. Họ làm đủ nghề từ lái xe ôm, lượm ve chai, thợ hồ cho đến làm sò. Hồng Loan chia sẻ, từ khi lấy chồng chị đã chuyển về đây sinh sống suốt 15 năm, khu vực này bị ngập nặng những lúc thủy triều dâng và có mùi hôi thối, ô nhiễm nặng. Phương Lê cho biết chị vô cùng xúc động và cảm thấy thương Hồng Loan hơn. Không ngờ Loan đã phải sống cuộc sống khổ cực thế này, trong khi cha là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, đối lập hoàn toàn với cuộc sống của Hồng Phượng. Loan còn bị những người thân trong gia đình ức hiếp và khinh thường, không cho về thăm nhà. Đi một vòng ngôi nhà lụp sụp quan sát, Phương Lê choáng khi thấy lòng kênh dưới khu ổ chuột xóm nước đen đầy những rác thải sinh hoạt ứ đọng, bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Dòng nước thì chỉ là một màu đen ngòm tanh tưởi. Tuy nhiên vì cuộc sống mưu sinh bận rộn, những hộ dân này dường như chấp nhận việc sống chung với rác thải như một điều hiển nhiên. Được biết, trước khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, Hồng Loan đã mua căn nhà với giá 120 triệu và không có sổ đỏ. Hàng ngày sau khi đi bán hàng về, Loan và gia đình sinh hoạt ở đây như vậy suốt 15 năm trời. Đến khi ba qua đời, Hồng Loan mới được chuyển về căn nhà ở quận Phú Nhuận. Phương Lê hy vọng với sự ủng hộ của khán giả đã yêu thương ba mình, Hồng Loan sẽ tiếp tục phát triển việc kinh doanh để có cuộc sống tốt hơn.
Hoa hậu Phương Lê, chị Ni thông báo sẽ mua cho Hồng Loan căn hộ 10 tỷ. Tại buổi livestream mới nhất, Hoa hậu Phương Lê cùng chị Ni tuyên bố sẽ mua ngay cho gia đình Hồng Loan một căn hộ trị giá 10 tỷ đồng. Hồng Loan nhận được quá nhiều sự ưu ái từ các anh chị và những khán giả yêu thương cô. Mới đây, trong buổi livestream trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phương Lê đã lên tiếng bức xúc khi nói về chuyện Hồng Phượng mỉa mai chuyện cho Hồng Loan mượn áo mắc để mặc chăm sóc Vũ Linh ở bệnh viện. Nàng hậu mỉa mai, cháu gái ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng rằng áo Gucci nếu Hồng Loan chịu chị tặng cho nó 100 cái. Chị là người dưng đó nha, còn chưa bao giờ được ba nó cho một cục kẹo mà chị còn có thể đối xử với nó như thế. Còn cưng kỳ quá. Nó mượn em có cái áo mà em cũng đưa hình lên mạng nó bêu diếu. Tại sao nó phải mượn áo của em? Vì nhà nó ở xa. Vì nhà nó ve ở. Không chỉ thế, Phương Lê còn cho biết cô mê Vũ Luân và từng muốn làm con dâu của Vũ Linh. Tôi mừng lắm, Luân có anh hai rồi và ngày xưa đến giờ tôi đã khoái anh hai rồi. Tôi mà còn con gái là tôi đã tỏ tình rồi. Lúc chú mới nhận nuôi anh hai đã khoái rồi, muốn làm con dâu của chú. Còn bây giờ tôi già rồi, ba đứa con rồi nên thôi. Chứ nếu còn con gái là cua anh hai liền. 6 giờ sáng nào cũng banh con mắt dậy đứng trước cửa nhà anh hai, trồng cây si, lấy siêu xe đến chừng nào anh hai cắn câu luôn. Nhưng mà thôi, vụ đó bây giờ dẹp rồi, tôi cảm thấy không đủ sức. Duyên của mình làm anh em thôi. Anh hai cũng nói mấy đứa em đi coi bớt quậy. Xong rồi tự nhiên có thêm một người bạn là bà Ni. Nàng hậu cũng dành tình cảm cho Bình Tinh vì Bình Tinh đứng về lẽ phải. Cuối cùng, Phương Lê tiết lộ lý do thân với Hồng Loan dù trước đó cả hai chưa từng quen biết, bởi vì tôi thích Hồng Loan vậy thôi. Hồng Loan chia sẻ niềm vui cùng doanh thu bán hàng khủng. Cảm ơn mọi người đã yêu thương ủng hộ Loan. Thời gian gần đây, Hồng Loan đã làm quen với việc bán hàng online. Giờ đây, Loan đã livestream chuyên nghiệp, ăn nói tự tin. Có đội ngũ chốt đơn hỗ trợ khiến nhiều khán giả của cố nghệ sĩ Vũ Linh cảm thấy mừng cho Hồng Loan. Sau sự thành công của những món đồ ăn vặt, mới đây Hồng Loan tiếp tục bán những sản phẩm cao cấp hơn nhằm nhắm đến thị trường bà con Việt Kiều ngoài nước. Được biết, nhờ chị Ni và các bạn bè yêu thương đã giúp Loan kiếm được nguồn hàng uy tín và giá cả phải chăng, nên chị bán rất tốt, khán giả ủng hộ nhiều. Trong mùa trung thu, Hồng Loan bán rất đắt các sản phẩm bánh trung thu, khán giả yêu thương nên ủng hộ rất nhiều, điều đó khiến chị phấn khởi. Mới đây nhất, nhờ sự giúp đỡ truyền thông của Hoa hậu Phương Lê, chị Hồng Loan đã nhập thêm các sản phẩm phụ kiện thời trang, túi xách cao cấp để bán online. Hồng Loan cho biết, có ngày chị lãi gần 1 tỷ đồng sau một buổi livestream, nhìn khán giả chốt đơn mà Loan muốn rơi nước mắt vì hạnh phúc và xúc động. Không ngờ khán giả của ba vẫn luôn nhớ về ba, ủng hộ và giúp đỡ con gái của ba như vậy. Thời gian gần đây thu nhập của Loan rất đều, Loan có trả tiền nợ khoản trước kia vay ngân hàng, còn dư để các con mua sắm các vận dụng riêng, Hồng Loan xúc động chia sẻ. Bên cạnh đó, Hồng Loan chia sẻ rất biết ơn Hoa hậu Phương Lê vì chính Phương Lê đã hỗ trợ vốn ban đầu để lấy hàng, nếu không có Phương Lê cũng không có được ngày hôm nay. Trước đó, ca sĩ Nguyên Vũ đã chia sẻ việc tặng món quà ý nghĩa cho con gái cố nghệ sĩ Tô Vũ Linh vì biết cô đang bán hàng online và thường xuyên gặp trường hợp bị giả mạo nên anh tặng số tài khoản có hẳn ngày tháng năm sinh của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Nguyên Vũ viết, khi Vũ thấy Hồng Loan bán hàng không có số tài khoản đẹp nên cũng dễ giả mạo. Vũ có số tài khoản đuôi 666888 của MP Bank chưa sử dụng nên muốn tặng em ấy dễ bán hàng hơn. Và khi chợt nhớ ra năm sinh của nghệ sĩ Vũ Linh là 1958 nên Vũ đã làm việc với giám đốc chi nhánh MP Bank quận 1, được hỗ trợ đổi thành tài khoản 1958999999. Giờ số tài khoản này chính thức thuộc về Võ Thị Hồng Loan và Vũ cũng là người đầu tiên chuyển mua hàng cho em ấy lấy may mắn. Đây là món quà nhỏ mà Vũ muốn dành tặng cho em ấy như một lời động viên. Hồng Loan luôn biết ơn những sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp cũ của bà và sự yêu thương của khán giả cũng như bà con gần xa. Nếu không được mọi người hỗ trợ, Hồng Loan không có được ngày hôm nay. Hồng Loan xúc động chia sẻ.